Con cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã luôn chia sẻ và luôn giúp đỡ con trong những lúc con khó khăn. Nếu mà không có quý ông bà cô chú anh chị ra giúp đỡ và chú ra giúp đỡ thì bây giờ chắc là nhà con còn nợ tiền má vàng nhiều. Bây giờ cũng đủ già. Hôm trước chú các cô chú các quý ông bà cô chú cũng gửi tiền về cho con để con đi mua má vàng, và bây giờ con cũng đủ tiền để giả má vàng hết rồi. Con cảm ơn bà đã mua đèn cho con và con tiết kiệm điện được một ít ạ. Và bây giờ con không được đóng tiền điện nhiều ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc bà luôn thành công trong công việc ạ. Chỗ đây người ta vừa mới đổ cái đất bùn này là đi rất là khó. Xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một phần quà là của bác Cindy Lê nữa. Và bác có nhờ cho cháu Lực là mua cho em Quân một cái đèn năng lượng mặt trời nữa. Thì hôm nay cháu Lực đã đi mua về rồi. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ tiến hành đi vào nhà của em Quân, em mới lắp của cô bác. Trong thời gian qua thì có rất là nhiều cô bác có bình luận ở trên kênh gửi lời chia buồn tới gia đình cho em Quân. Thì cháu Lực cũng xin được thay mặt em Quân cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều. Và đến hôm nay thì mọi cái thì làm cái phần ma chay cho bố của em Quân thì đã xong rồi. Và hôm nay thì cháu Lực sẽ điên lắp cho em Quân một cái đèn năng lượng mặt trời nữa. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Cái khung đường xuống em Quân thì là một cái đường mà gọi là chỉ là đường tắt để di động xuống đây cô bác ạ. Thời gian qua thì cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của em Quân cô bác thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị là có gửi lời động viên tới cho em Quân rất là nhiều luôn. Đến gần nhà của em Quân rồi cô bác. Phần là làm cái ma chay của bố Quân thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi. Và bên này là cái ngôi mộ của người bố, cái người mẹ của em Quân cô bác. Còn là một cái ngôi mộ quả là rất là mới luôn. Và cho cháu Lực nói qua một chút là về cái phần ngôi mộ của người bố với lại người mẹ của em
Quân cô bác nhé. Có nghĩa là người mẹ của em Quân thì bỏ đi rất là lâu rồi, nhưng mà chắc là nghe tin bảo là không còn nữa, cho nên là vẫn phải là gọi hồn về để làm ma cô bác ạ. Chứ không thì sau này em Quân sẽ làm mọi chuyện thì nó sẽ không có được thuận buồm xuôi gió cô bác. Quân ở đơn như này cũng nhiều chơi. Ông thì vừa đi cắt cỏ về cô bác. Ông thì ở nhà thì cũng là đi cắt cỏ này, đi phụ em Quân rất là nhiều thứ luôn. Còn bé Hiếu thì đang ngồi kia cô bác. Có vẻ như em ấy khá là buồn ngồi bên kia. Con này, chú Tùng mà, con này chú Tùng, con chú Tùng. Các nhà chú hôm nay là cũng ở nhà cô bác ạ. Chú hôm nay thì chưa có đi làm. Có bị quân rồi này. Hả? Mô ổn đấy quá. Ở bầu. Ở bên trên bên này. Bên trên nào? Ở bên trên ở tiêm tiêm ạ. Ở bên tiêm ạ. Nào. Tớ bị quân rồi ra. Hả? Có vẻ nhìn cái khuôn mặt của em bé của bác à, rất là tội luôn. Một mình khác chơi ở ngoài này, chẳng có món đồ chơi nào. Búp bê là xin ảo tư hợp với ra. Búp bê là xin ảo tư hợp với ra đi. Dạy mua ra cam bụi ra mà. Hả? Cô bê vào đây. Cô bê vào đây. Cô bê vào đây. Hả? Cô bê vào đây. Thay vào đây. Thay vào đây. Giặc tay xong nó bị quần lập. 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 À, rất là tội luôn cô bác ạ. Bây giờ chỉ vào nhà lên với em Quân á. Quân thì vừa rồi đang ở nhà. Quân ơi. Dạ. Quân thì đang ở bên kia này cô bác. Bây giờ cháu được sẽ để ở đây một chút nữa. Một túi nước xì lên lát cho em sau. Cháu được ra xem em là đang làm gì ở bên kia. Đang làm gì ở đây đấy? Em đang hót đất à? Đúng hót đất à? Anh chào Quân nhé. Em chào anh ạ. Con chào quý ông bà, quý chú anh chị ạ. Cái này thì bị sạp thì hót nó ra à? Vâng. Cái cây kia thì chưa chặt nó đi à? Chưa. Thưa cô bác là hôm nọ gia đình của em Quân là ở trên này có bị sạt xuống này. Hôm nay thì em ấy sẽ... Bây giờ thì hót sẽ thành khe đúng không? Vâng. Thành cái ránh đúng không? Vâng. Đây là bạn à? Vâng. Như ra bên này này cô bác, bên này thì bên này thì cũng đã bị sạt. Còn rất là may là trước kia là em Quân đào với Tả Ly này cách khá là xa, gần đâu đó độ 2 mét, cho nên là bị sạt xuống, may là nó không có bị đổ nhà luôn cô bác. Chỗ này trong nhìn nếu mà ở đây mà hôm nọ mà đào mà gần nhà quá thì có lẽ đã bị làm đổ đi nhà rồi. Anh bé Hiếu thì cũng ra đây này cô bác này, ra đây để xem anh của mình hót này. Bà thì đi đâu rồi? Bà ở nhà thôi. Bà thì ở nhà thôi à? Ừ. Bây giờ thì cho em Quân hót một tí nữa. Thì một tí nữa cho Lực sẽ đi trao cái phần quà và lắp cái phần quà đó chỉ cho em Quân đó bác, cho gia đình em Quân. Em vừa mới ra đây đào hay là đào lâu rồi? Đào được một lúc rồi. Được một lúc rồi à? Ừ. Có cái cuốc nào nữa không? Có. Có cái cuốc nào lấy ra đây để anh các bạn em ra hộ à? Ừ. Lấy thêm một hai cuốc ra đây để hai anh em ba anh em cùng đào cho nó nhanh hơn. Hiếu, hầu khóc đi. Mày đi khóc luôn mà, lạc não mày. Dân mà lạc não mày. Hả? Dân mà lạc não mày. Nhưng mà khóc ra. Mày tao quá. Cũng có bộ cho nó. Trong rồi. Bé Hiếu thì có khóc không? Có ạ. Khóc à? Ừ. Sao em lại khóc? Chắc là như bố. Chắc là nhờ bố khóc à? Ừ. Đêm nào cũng nói về bố à? Vâng. Hôm nay thì hót một cái dạ. Một hôm nay thì đào một cái đánh đi à? Vâng.
chỗ này thì máy nước có đào đi đâu không? Đi đâu không? Hay là cứ đào như thế này thôi. Máy nước chắc cũng phải hót ra chứ. Vâng. Bé Hiếu thì em Quân vừa bảo với cháu Lực là đêm nào cũng nói và nhớ bố. Hôm nay thì chú hàng xóm ở nhà không? Chắc là đi ông chơi rồi. Nó đi đâu cả? Chỗ này là nước nó bị vào trong nhà này à? Vâng. À cái chỗ kia thì em hót rồi đúng không? Vâng. Hồng Nguyên chỗ này thôi đúng không? Vâng. Hót luôn cả phần bên kia là xong rồi đúng không? Vâng. Không sao. Không biết. Mình ra này nữa. Cái chỗ này thì em Quân là đào nước chảy từ phía bên kia ra cho nó chảy ra bên kia luôn cô bác ạ, đỡ phải chảy vào trong nhà này. Như hôm qua thì chắc là nước chảy vào trong nhà này khá là nhiều. Bên này xong rồi vào mũi bên kia thôi đúng không? Ừ. Đào nốt phần bên kia nó thì gì à? Xong rồi. Xong chưa? Xong rồi ạ. Xong rồi à? Ừ. Thế đi. Cầm cái đấy về cho lợn nào. Vâng. Đây là củi đây được hàng xóm mà lấy về cho à? Vâng. Nhà hàng xóm của em Quân thì cũng lấy củi về giúp cho gia đình của em Quân khá là nhiều cô bác. Thì cái phần củi này thì có thể là sẽ được để nếu mà gia đình em ấy sử dụng thì được độ tầm vài tháng cô bác. Thế bên này. Thì khá. Thì khá mà. Ừ, thì khá rồi nhỉ. Còn là bây giờ thì cháu Đức sẽ đi vào nhà là đợi em Quân một chút. Em Quân thì đang đi rửa chân. Thế là vào nhà em Quân chỗ này bé Hiếu nghịch cái sao cô bác khá là bừa bộn luôn. Quân rồi ra hả? Em Quân đâu? Hôm nọ thì cháu được có nhận được một cái khoản của bác Cindy Lê, bác ở bên Mỹ, và bác có nhờ cháu Lực là mua điện thoại cho em Quân. Điện thoại thì cháu Lực cũng đã mua xong rồi, và bác có nhờ thêm là cháu mua cho em một cái đèn năng lượng nữa, và hôm nay thì cháu sẽ mua và lên lắp cho em Quân luôn. Đây, bây giờ thì cái phần làm ma chay của bố em thì đã lo xong chưa? Lo xong rồi. Lo xong hết rồi à? Vâng ạ. Anh thấy bao gạo hôm nọ anh mua cho thì vẫn còn chưa ăn đến à? Chưa. Vẫn nhà vẫn còn gạo hay là như nào? Vẫn còn gạo. Vẫn còn gạo à? Ừ. Đây là nhà em tự có hay là hôm nọ là được hàng xóm dư góp cho mỗi người một ít à? Vâng, hôm trước hàng xóm dư góp cho một ít ạ. Là lấy cho mình mỗi người một ít đúng không? Vâng. Bây giờ có tầm khoảng bao nhiêu bao? 4-5 bao. 4-5 bao à? Vâng. 4-5 bao đấy thì cả nhà ăn thì độ tầm bao nhiêu thì mới hết? Bao nhiêu tháng thì mới hết? Chắc tầm
5-6 tháng à? Thế thì cái phần khoản mua gạo thì bây giờ anh sẽ chưa có mua đến nhá. Thế tại vì là cái bao kia là em còn chưa có ăn đến. Nhưng hôm nọ em đi bán đậu để em đi mua gạo của bác thì là ở nhà hết rồi, không có còn gạo nữa, cho nên là em mới phải là đi bán đậu để mua gạo. Và hôm nọ thì cũng đã được cháu Lực mua lên cho em là một bao gạo là 50 cân rồi, nhưng mà em ấy chưa có ăn đến thì cháu Lực sẽ không có mua phần gạo cho các em nữa, cho em với lại gia đình nữa. Quân thì vừa hôm nọ vừa làm phần đám ma cho bố xong thì cũng có được là hàng xóm người ta thương và người ta góp mỗi gia đình là một ít gạo và được hẳn 5 bao, cho nên là cái phần gạo đấy chắc ăn chắc là vẫn còn lâu. Và bây giờ có cô bác nào muốn gửi tiền để mua gạo cho em Quân thì cháu Lực xin được phép là sẽ để vào quỹ cho em, sau này có thể nếu mà được dư ra thì sửa một cái ngôi nhà, sửa ngôi nhà cho em, hay là cất lại lên cho em một cái ngôi nhà mới để làm lại cho nó khang trang hơn một chút cô bác. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được lắp cái bóng đèn là năng lượng mặt trời cho em đã và gia đình đã. Cái bóng đèn này thì cháu Lực mua là 1,2 triệu của bác Cindy, là hôm bác nhờ anh mua. Cái bác hôm trước là nhờ anh mua điện thoại cho em ấy. Em đi lấy cho anh mượn một con dao đi, cái kéo đi kìa. Và cái bóng đèn năng lượng thì hôm nọ cháu Lực cũng đã mua lên cho em nhà em Hải thử một cái rồi. Đây, hiện nữa. Như là một cái đinh dây xe hướng đinh này không một cái dây xe hướng một cái là dây xe hướng một cái nó rơi xuống cùn ta rơi xuống nó cùn rồi. Cái đinh này sao thấy ốc thấy chưa ốc này đúng không? Thấy đi ăn được một cái đấy. Một cái không? Em đã nhìn thấy cái bóng điện năng lượng mặt trời nào bây giờ chưa? Chưa. Hôm nay là bạn này ra hộ em à, không em làm à? Như là có một loại đinh kìa, rơi một đinh kìa. Thấy không? Thấy cái ốc kìa không? Thấy cái ốc ở trên củi kìa không? À, thấy không? Ok, tầm ơn. À, xong rồi nhìn cái này, nhìn hộ chú thêm có một cái này nữa nhá.
cứ nhăn nhăn luôn là mi chứ. Vì mình mi. Này, có không? Ôi, nó rơi vào cái sâu rồi. Đâu? Lấy được rồi. Lấy được chưa? Ừ. Không cẩn thận, sơ suất là nó bị lọt xuống cái khe này cô bác. Phải đi xuống cái kia để nhặt. Bên này là đinh đinh bé này mà. Bên này. Bên này là đinh bé mà. Bây giờ thì em chào lên trên á. Bây giờ em chào lên trên, xong rồi để ra bên kia, xong rồi dùng cái dây thép để buộc để pin nó nhá. Để ra ngoài cái tấm này để cho nó sạc, cho nó cắm điện đúng không? Đợi em đi chứa con ạ. Để nó chắc chắc rồi nhá. Anh cầm dây nhé. Ừ. Thì nó lại dưới xuống đây. Đấy được chưa? Cho nó chúng có ánh nắng là được rồi. Vâng. Không sao đâu, trời mưa không sao đâu, cái bóng đèn này. Tìm cho em buộc cái dây phăng. Ôi dồi, bây giờ không xuống được luôn. Không xuống được á? Đấy. Rồi. Ở nhà là có đinh không? Ở nhà là có đinh không? Không. Đi nhà chú mượn xem có cái đinh không, cái là cái búa nhá. Lấy cái đinh cũng được để anh đóng lên này. Đinh với búa. Ờ đúng rồi. Vâng. Anh đóng lên đây này. Vâng. Như em Quân có một cái bóng đèn như này thì cô bác sẽ rất là tiện cho em luôn. Thứ nhất là không có xài điện là nhiều này. Sẽ giúp em tiết kiệm tiền điện rất là nhiều luôn cô bác. Ồ, lắp ở đây này là cũng không? Lắp rồi chứ. Rồi lắp ấy đây, có tiền là không ạ? Chắc là lắp cái chỗ này cho em là tiện mà, các bác ạ.
cái chỉ làm nó lắp đặt nó. Bây giờ thì đã lắp xong rồi cô bác, sạc điện một chút nữa thì bóng điện nó mới có đèn được. Đấy, như đây là cái điều khiển của nó nhá. Đấy, bật thì bấm nút này nhá. Còn như số 3 này, số 5 này, số 8 này thì là cái hẹn giờ của nó nhá. Còn là cái này là tăng độ sáng của nó nhá. Tổng cộng nó trừ này nhá. Đấy, cái này thì nó sử dụng cũng đơn giản thôi. Chắc chỉ là một lúc nữa mới lên đường, mới lên điện được. Đấy, lắp nó và vị như thế nào thì bảo anh nhá. Đấy, để anh mang đi đổi. Tại vì những cái đồ điện này cô bác không thể tránh khỏi được những lúc nó bị lỗi từ do bên từ mình mua cái cửa hàng mà lên. Người ta cũng có dặn với cháu Lực là mua lên nếu mà bị lỗi như nào thì mang đi đổi trả thoải mái độ tầm là 1 tháng cô bác. Đấy, người ta bảo hành cho. Như bây giờ có cái bóng đèn năng lượng này vào thì ít sử dụng cái bóng điện này nhá. Cho nó tiết kiệm điện đi. Chắc buổi tối thì mở một lúc đấy chứ. Ban ngày thì gọi là ngôi nhà thì nó đã hở tung như này thì thành ra là nó có ánh sáng, nó cũng có rất là nhiều, chỉ trừ phi là đến ban đêm thôi cô bác. Hôm nay thì lại được bác xin gì Lê, bác ấy gửi tiền cho anh để anh mua cái này cho em đấy. Cái điện thoại ông nội dùng thì có bị làm sao không? Không ạ. Không bị làm sao đâu à? Gọi điện là thoải mái đúng không? Nó bảo bị lỗi như nào thì cũng bảo anh nhá, để anh mang biết anh đi đổi nhá. Tránh cái trường hợp là để nó rất là lâu thành ra là không có ấy. Như cái bóng đèn năng lượng này thì Quân với ông bà thì cũng lần đầu tiên mà nhìn thấy cô bác ạ. Và bây giờ thì cháu Lực xin được gửi lời một lời cảm ơn tới bác xin đi Lê. Bác gửi tiền nhờ cháu Lực là mua những cái đồ vật dụng này cho gia đình của em Quân. Còn bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác xin đi nhé. Anh nhìn ra kia. Con cảm ơn bà đã mua đèn cho con và con tiết kiệm điện được một ít ạ. Và bây giờ con không được đóng tiền điện nhiều ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc bà luôn thành công trong công việc ạ. Như cái bộ quần áo này thì hôm nọ thì anh cũng đưa đi mua đúng không? Đấy. Bây giờ thì làm cái phần đám ma cho bố xong thì đêm thì có ai ra vào nhà em được không? Nhà em chơi không? Có à? Các bác là hàng xóm là ra hả? Vâng ạ. Ra như này là ra để làm gì? Gia đình tâm sự không ạ? Ừ. Nhưng mà cũng chỉ được một thời gian thôi chứ. Được khoảng tầm 1 tuần đây à hay là như nào? Được 1 tuần à? Là có nghĩa là các bác hàng xóm là ra là tâm sự với mình và là chia buồn của mình đợi tầm 1 tuần đúng không? Thế thôi. Như gạo thì nhà vẫn còn nhiều đúng không? Đấy, gạo thì bây giờ có bác nào muốn gửi tiền mua gạo thì anh sẽ cái phần này khoản anh sẽ không mua đâu nhá. Đấy, 3 tuần sau thì ông nội cháu Lực mua thì vẫn còn cô bác. Mua về nhiều quá thì sợ là nó sẽ bị mốc, thành ra là gạo nó không có được an toàn. Và bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý cô bác anh chị ở trên này nhá. Thời gian qua thì
gửi lời động viên cho em rất là nhiều. Như em có điện thoại này thì em có lên xem bình luận không? Có. Có à? Ừ. Thế được các bác gửi lời chúc và lời chia buồn cùng em không? Có. Có à? Ừ. Như bây giờ em gửi một lời cảm ơn tới các bác nhé. Ừ. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn chia sẻ và luôn giúp đỡ con trong những lúc con khó khăn. Nếu mà không có quý ông bà, cô chú, anh chị ra giúp đỡ và chú ra giúp đỡ thì bây giờ chắc là nhà con còn nợ tiền má vàng nhiều. Bây giờ cũng đủ già. Hôm trước chú, các cô chú, các quý ông bà, cô chú cũng gửi tiền về cho con để con đi mua má vàng, và bây giờ con cũng đủ tiền để giả má vàng hết rồi. Như bây giờ thì hôm nọ làm thì có còn thiếu cái khoản nào của ai không? Còn thiếu một ít thôi. Thiếu một ít à? Ừ. Đấy. Thiếu một ít, nếu mà cần quá thì có thể bảo anh nhá. Ừ. Anh sẽ xin phép các cô bác mạnh thường quân này là để trích cái tiền ấy ra lo cho em trước. Chứ không là bây giờ em biết đi đâu mà lấy tiền về. Ừ. Đấy. Em thì thời gian tới thì em có dự định là đi ra làm cái gì không, hay là chỉ ở nhà cắt cỏ thôi? Không. Không à? Ừ. Đây, vừa rồi là bạn của em là ra hộ em cùng em hốt chỗ này à? Ừ. Ông thì vừa rồi cháu được ra bác gặp là đang đi lấy cỏ về của bác. Vừa rồi thì ông cũng ra là ngồi với cháu Lực, với em Quân để xem cái cháu Lực lắp cái bóng đèn năng lượng mặt trời này. Thực sự ra phải nói là rất là cảm ơn bác, xin delay rất là nhiều. Có cái bóng đèn như này vào thì nó sẽ tiết kiệm điện cho gia đình em Quân rất là nhiều. Thôi, mọi chuyện nào thì nó cũng đã qua rồi, cố gắng lên em nhé. Ừ. Đấy, không được sống trong cái nỗi buồn mãi đâu. Ừ. Không thì em bây giờ mà có cái định mệnh hệ gì thì không có ai giúp em lo cho ông bà với bé Hiếu đâu nhá. Ừ. Bé Hiếu thì đêm đêm thì hay thường là nói về bố à? Ừ. Đêm em có khóc nghe như nào không? Có. Có à? Ừ. Đấy, bây giờ thì mình cố gắng lên, phấn đấu lên nhá. Ừ. Đấy, có khó khăn quá thì anh đã lên chia sẻ và được các bác giúp đỡ em rất là nhiều. Ừ. Đi ra ngoài làm thì mặc áo cắt tay vào, xong là đội cái mũ vào nhá. Ừ. Không có bị ốm đấy. Ừ. Còn bây giờ thì thời gian vừa qua thì nhà em Quân có thời gian vừa qua thì em Quân có một cái chuyện mà khá là buồn đối với gia đình của em Quân đâu các bác. Người bố thì không may do là bị một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, thành ra là cũng qua đời mất rồi. Bây giờ thì mọi gánh nặng đều dồn lên trên đôi vai bé nhỏ của em Quân. Qua cái thước phim này thì cháu Lực xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân đã gửi những tấm lòng vàng và giúp đỡ cho gia đình của em Quân. Và trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong nhận được thêm những cái lời chia sẻ của các bác, lời động viên của các bác gửi tới cho em Quân. Và em Quân thì thời gian vừa rồi thì bác xin delay cũng nhờ cháu Lực là mua điện thoại cho em, thì em có lúc nào em rảnh thì em cũng có thể vào là đọc những cái bình luận của các bác nhé. Ừ. Em thì chứ thì mọi cái là biết hết rồi đúng không? Ừ. Đấy. Cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn chia sẻ và luôn giúp đỡ con trong những lúc con khó khăn. Nếu mà không có quý ông bà, cô chú, anh chị ra giúp đỡ và chú ra giúp đỡ thì bây giờ chắc là nhà con còn nợ tiền má vàng nhiều. Bây giờ cũng đủ già. Hôm trước chú, các cô chú, các quý ông bà, cô chú cũng gửi tiền về cho con để con đi mua má vàng, và bây giờ con cũng đủ tiền để giả má vàng hết rồi. Con cảm ơn bà đã mua đèn cho con.
và con tiết kiệm điện được một ít ạ. Và bây giờ con không được đóng tiền điện nhiều ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc bà luôn thành công trong công việc ạ. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.